Hello tất cả mọi người nha, mình là Bushigi đây. Hiện tại đây có form bài của mình đang có, đó chính là ba kỳ quái, hóa hình và ma thuật nha. Và đang đi chung với Nila, Neko, Vet, Alice, Zoe cũng như là Ash 1 sao nha mọi người. Và từ đầu game tới tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự đang rất là thấp luôn á. Khi mà chỉ còn đúng 70 máu thôi nha. Ở ra bài chấm như này với một cái chuỗi thua 5 trận liên tục rồi nha mọi người. Và đang chưa thắng được bất kỳ một cái trận nào cả. Gặp luôn con này một cái phơm bài ông mật gần như là full 2 sao. Đang lắp hết tất cả trang bị lớn cổng đang có luôn rồi mọi người ơi. Sao mà thắng nổi đây, nhưng mà làm sao. Đó sẽ tiếp tục là một cái trận thua 6 trận liên tục luôn rồi nha. Đây sẽ là một cái lượng tiền lãi rất là lớn luôn anh em nha. Trời ơi, level 6, 58 vàng ngày nay mời sang rau sau tiền thì thôi chứ. Quá đã luôn. Rồi, để cùng thử xem cái loại thứ hai nào. Nóng tính, vương miệng hóa hình, hợp dụng cụ xạ thủ á. Ôi, cùi thế. Mình đang cần cái loại tiền ngày nay mời, nhưng mà nó không ra à. Roll thử luôn nha. Pháo đài bất hoại, hợp dụng cụ sát thủ. Ây da, lũng thế nhờ. Thứ 6 kỳ quái chắc là lấy luôn anh em ơi. Được thêm một cái tam luyện kiếm nè. Từ nha. Tam luyện kiếm xong 3 round sau ấy, nhận được thêm một cái tam luyện kiếm nữa. Là mình sẽ có tổng cộng hai cái trang bị thần thoại con sau 3 round. Chắc là được anh em ơi. Tại vì lúc mà về cuối game á, nó cũng cho mình khá là nhiều những cái bùa chú nào mà có đặt đồ nha. Mình đập thử nếu mà ra được cái trang bị như là bùa thân ho các kiểu á, hoặc là đại bác liên thanh nè, hoặc là móng vuốt anh em ơi, thì sẵn vẫn được nha. Lấy luôn anh em ơi. Là level nào. Ây da, chưa kịp bỏ Nezus vào luôn mà. Nhưng mà làm sao, lỡ thua rồi á, thua tiếp tục 7 trận luôn cũng được nha. Nhưng mà gặp công này qua quýt bài sao như thế này thì sao mà thắng nổ đây em ơi. Với một cái phơm bài, ui, lắp hết tất cả trang bị lớn luôn rồi kìa. Đi chung với kỳ quá nữa mọi người ơi. Tại vì đầu game á, ngay từ ra qua 2.1 là mình cũng đang có được một lõi kim cương rất là ngon luôn á. Để mà lên level anh em ơi, đó chính là thăng cấp nhanh nha. Lên level thì thôi chứ, như hắc luôn anh em ơi. Level 7 rồi nha, hơn 50 tiền ở round 3.2 thôi. Đây là một cái tốc độ lên level thật sự là đang thần tốc luôn á mọi người. Ơ, thu đẹp luôn nè, thu có 3 con ở round 3 chấm như này là ok luôn á anh em. Trời ơi, đúng là cái người đầu tiên mà lên được level 7 ở round 3 chấm ở trong cái lobby này anh em ơi. Nó ưu tiên ra cho mình luôn là một cái vị tướng 5 tiền Dana. Round 3.3 thôi. Cái này có khác gì giống như đang được thêm một cái lõi xe bạch tự động đâu. Nhưng mà con Dana này thì mình lại đang không kích hoạt được một cái form bài nào mà xoay quanh nó cả anh em à. Mà thôi không sao, tướng 5 tiền bỏ vào ở tầm này là nó đủ mạnh rồi. Không có cần phải kích thêm một cái tập hệ nào cả. Gặp A đây, ông này level 6. Thông đạo, kỳ quái, liên hoàn, thời không các kiểu à. Nhìn hơi bị gớm luôn á nha, 5 kỳ quái anh em ơi. Trời ơi. Này giờ tăng được hay không đây? Asta đang cầm một cái cuồng đao cũng như là một cái tam luyện kiếm nha mọi người ơi. Bắn nó chung là cũng hơi bị thốn ấy. Cố lên, cố lên. Nếu mà thua được thì vẫn đẹp thôi. Mà thua tầm từ 2 đến 3 con đâu mọi người ơi. Một con nữa không? Ash, bắn nó. Bắn nó, Zoe, quăng. Ăn, ăn, ăn. Trời ơi, thua 4 con rồi này mọi. Thôi, chấp nhận được. Chủ thua 8 trận luôn rồi nè. Tính ra là mình combat 7-7-49 hiệp từ round 2.1. Và sang cái round sau á là round 3.5 rồi nha mọi người. Và vẫn đang chưa thắng được. Úi xồi, có virus nè anh em. Lấy về luôn nha, tại vì sao? Mình đang có sẵn luôn một cái form bài có Nezus nè, có Huawei hoặc là April anh em ơi. Bỏ virus này thêm vào nữa là vừa có hỏa nè, vừa có pháo thủ cũng như là hóa hình luôn. Đây thật sự đang là một cái form bài meta cấp S cộng tướng 4 tiền Gary đang rất là mạnh luôn á nha. Nên lấy về để mà combat luôn anh em ơi. Tầm này á, thật sự là cần phải có một chút tướng gì đó để mình nó mạnh mạnh thêm một tí gì đó. Nếu mà thua á, thì vẫn thua đẹp. Còn nếu mà thắng á, thì mình cho thắng luôn anh em. Chứ để cái tình trạng mà thua gần như là nguyên sàn như này thì nó hơi nguy hiểm một tí nha. Ngồi giao tranh, một tướng 2 vàng của bạn sẽ biến hóa thành tướng 3 vàng. Ô, vết 2 sao luôn anh em ơi. Thôi 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 thôi, bú vội anh em ơi. Bán Ash luôn nè, bỏ virus vào nha. Bỏ Huawei vào luôn nè. Thiếu một con băng giá nữa nhờ. Để mà kích luôn là 3 băng giá, 2 hỏa với lại là pháo thủ luôn anh em ơi. Nói chung là cái form bài virus lửa băng close up này là mình đã có làm luôn rồi nha mọi người. Đi chung với pháo thủ nè, hỏa nè, hóa hình cũng như là băng giá nha mọi người. Ông này 6 slot tướng, ông đang lấy thêm một cái bùa chú là biến tất cả trang bị lớn thành cái dao điện á. Cố lên, virus bắn đi bạn ơi. Nhưng mà có vẻ như là không nổi luôn rồi đó.
nhưng mà vẫn thua đẹp anh em nha. Một con nữa không? Varus bắn, 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 nổ. Ô, chết kìa anh em ơi. Vậy là có tính 4 hay là 3 con người ta. Không biết luôn anh em ơi, chịu nha. Tại vì con Malphite kia nó nằm xuống trước ở lộn sau khi mà cái con kia nó trừ máu mình. Vậy nó mới nhức đầu chưa. Và mọi người đừng quên nha, hiện tại cổng của mình đang chơi là cổng tô độ lăng kính nha. Có nghĩa là combo 3 cái lõi kim cương luôn nha mọi người. Lõi 1, lõi 2 và cả lõi 3 luôn á. Đây là 3 cái lõi kim cương cả. Lúc đầu game thì nó cũng đang có được một cái lõi kim cương rất là ngon. Nhưng mà ở cái lõi thứ 2 thì nó lại không có tuyệt vời như vậy. Nếu như mà ở cái lõi thứ 2 nó chỉ cần ra được cho tôi đó chính là một cái vé kim cương thì thôi rồi luôn anh em ơi. Thăng cấp nhanh đi chung với vé kim cương. Một cái lõi thì lên level 9, level 10 rất là dễ. Một cái lõi thì thật sự là roll tướng 4 tiền hoặc cái tướng 5 tiền 3 sao thì nó cực kỳ đã rồi. Rồi có xì quan luôn anh em nha. Đủ cái phơm bà đẹp luôn nè. Bỏ cái xì quan vào kích luôn được là 4 hóa hình, 3 băng giá các kiểu luôn anh em ơi. Cái phơm này mà còn không thắng nữa thôi chứ, chịu luôn anh em ơi. Và đó chắc chắn rồi, sẽ là một cái trận thắng đầu tiên sau một cái chuỗi thu 9 trận liên tục luôn rồi nha. Nhưng mà cũng hợp lý anh em ơi. Tại vì mình lấy một lõi kim cương combat mà. Ông này là lấy một cái lõi kim cương tích tiền. Và mình cũng đang được hai cái trang bị tam luyện kiếm rồi. Và cái quan trọng nhất là cái tốc độ level của mình nó đang thật sự là thần tốc luôn á mọi người ơi. Mới có ra 3 chấm mà level 8 rồi. Mà level 8 rồi. Cái này nó thật luôn với mọi người á. Chỉ cần cái lõi thứ hai nó ra cho tôi, một là vé kim cương, hai là quỷ phòng hộ nha, thì bao giàu luôn. Chắc là tầm level ra 3 chấm với một cái lõi kim cương, quỷ phòng hộ thì mình tự tin luôn á anh em ơi. Một phát up 9 up 10 luôn á. Up 9 up 10 ra 3 chấm như là vẫn được luôn á anh em. Nhưng mà up xong thì hết tiền mua tướng thôi. Rồi ok, level 8 luôn rồi đó. Giờ bây giờ cùng đợi chờ xem thử cái lõi kim cương thứ 3 thôi. Cái lõi thứ 3 chắc chắn 100% cũng sẽ là một cái lõi kim cương nha mọi người. Ok. 4 hóa hình, pháo thủ, băng giá với lại là hỏa. Bây giờ mình chỉ cần tích tiền. Xong rồi từ nha. Bỏ con Dana ra thì mất băng giá. Bỏ April vào thì lại kích được 4 pháo thủ. Nhưng mà thôi anh em ơi, mình sẽ đợi nốt cái round này sang cái round 4.2. Lấy cái lõi kim cương thứ 3. Xong rồi mình up thẳng là level 9 luôn anh em ơi. Để kẹp April vào nha. Để kích đó là 4 hóa hình, 4 pháo thủ, băng giá và hỏa luôn. Là cực kỳ đẹp luôn rồi. Tầm này á mà ra con sen nữa anh em ơi thì đúng là hết cái nước chấm nhờ. Nhưng mà thôi đủ rồi. Đây là mạnh rồi đó. Mạnh rồi đó. Rồi, chủ thắng 2 trận anh em. Đây là cái chủ thắng đầu tiên. Hơi lũng tí nhưng mà thôi không sao, không được. Úi xồ ôi, nhìn qua công tấp 1 này nhìn nhìn gớm chưa anh em ơi. Băng giá, thợ săn các kiểu, level 7 hơn 50 tiền, 100 máu và đang chưa thu bất kỳ một cái trận nào. Ô, vừa là đầu tư, vừa là rồng để trứng vàng hả? Ây da. Rồng để trứng vàng và đầu tư à? Thôi lấy luôn cái đầu tư anh em ơi. Nó sẽ cho mình một cái lượng tiền thật sự là rất là kinh khủng luôn mọi người ơi. 36 tiền cộng thêm ra 4 chấm như này. Và cái quan trọng nhất nó sẽ cho mình thêm một cái lượt đổi lại miễn phí. Với mỗi 10 tiền mình có được sau khi mà lên được cái mốc 50 tiền nha. Có nghĩa là mình tích được 60 tiền đúng không? Mình sẽ được thêm một lượt đổi lại. 70 tiền sẽ được hai lượt đổi lại. Và 80 tiền sẽ được cộng thêm 3 cái lượt đổi lại miễn phí qua mỗi round nha. Và anh em nên nhớ nha, cái lượt đổi lại ở trong đấu trường chân lý mùa 12 này nó là cộng dồn anh em nha. Nó là cộng dồn đó. Là nếu như mọi người không xài thì nó vẫn còn đó. Nếu như mọi người tích 10 round nó sẽ cộng dồn tới tận là 10 round. Cái đó mới là quan trọng đó mọi người. Nên bây giờ mình chạy cối luôn anh em ơi. Mình tới bến luôn. Mình sẽ không dùng tiền nữa mà roll tướng, không có làm gì cả. Tiếp tục tích thẳng là level 10 luôn anh em. Tích thẳng là level 10 luôn. Trừ khi mà tên bạn á đấm mình được tầm 1-2 trận nha. Tại vì mình chỉ đang còn được một cái lượng máu, nó cũng hơi bị hấp hối một tí anh em ơi. Khi mà chỉ còn đúng 37 máu thôi. Và cái lượng máu này thua tầm 3 trận nữa ở round 4 chấm nha là đi chắc luôn anh em ơi. Nên nếu như mà từ đây tới cái lúc mà mình lên được level 10 mà mình chỉ còn thua một trận anh em ơi, thua đúng một trận thôi là mình sẽ xài tiền, mình roll tướng ngay về luôn nha. Để mà làm chi
cho nó an toàn chút anh em ơi. Tại vì bây giờ mình tích cái lượt đổi lại nó cũng hơi bị nhiều đấy. 70 tiền thì được 2 lượt đổi lại nha mọi người, còn 80 tiền là được 3 lượt. Và anh em đừng quên nha, cái lượt đổi lại tính theo tiền này nó sẽ cộng tiền, nó sẽ tính theo cái tiền mọi người có khi mà qua rail. Là khi mọi người đang được tầm 70 tiền đi, xong rồi qua rail á, anh em lên được 80 tiền thì nó tính mốc á là 80 tiền sau khi mà qua rail nha. Nên ở mấy cái rail trước như này là mọi người tích tầm 68 70 tiền là được rồi. Xong rồi sau á tự lên. Ây da, vừa mới nói là thua một cái trận nữa roll luôn anh em ơi, một cái trận sau gặp đúng luôn cam thấp 1 này. Level 8 hơn 50 tiền và đang chưa thua bất kỳ một cái trận nào từ đầu game tận bây giờ cả. Thì sao mà mình thắng nổi đây? Tại vì cái đội hình của mình á, nó vẫn chưa xả tiền anh em ơi. Ây, có con Bria nha, lấy được là ngon luôn á mọi người ơi. Bria của tôi, come on. Mất luôn Bria rồi anh em. Thôi lấy con cây mới lại tướng 5 tiền và cầm luôn một kiếm BF nha. Wow, cái con Bria đó là ngon rồi. Vừa kích được có thể là kỳ quái, vừa kích được khó hình luôn á anh em à. Thôi không sao, không có tướng 5 tiền này, nó cũng sẽ có tướng 5 tiền khác thôi. Và cái quan trọng nhất là mình đang ở level 9 với một cái tỷ lệ tướng 5 tiền là 10%. Roll nó cũng khá là dễ ra. Nhận 2 vàng giảm 1 máu à. À, tầm này nó thật luôn á mọi người á, là có còn gì để mà mất đâu. Cứ lấy thôi, tốn cần máu bao nhiêu, 22 máu với là 21 máu, nó cũng không có khác biệt gì nhau cả. Cũng là 2 trận thua rồi mới cúp anh em à. Cũng là 2 trận thua rồi cúp, nên cũng vậy. Ok, 21 máu à. Chạy cố luôn anh em ơi. Lỡ ơi. Lỡ ơi, chạy cố luôn đi. Biết sao giờ. Tại vì mình cũng đang có đôi á, nên mình cũng đang khá là phân vân. Mà đôi ở đây là đôi Nezus chứ không phải là đôi Varus anh em ơi. Đôi là đôi Olaf, mà con Olaf hiện tại của mình đang chơi là không có xài được ở trong cái đội hình này. Thường là có thêm một con Twitch nữa để kích thợ săn, nhưng mà bây giờ roll nó lại hơi mệt đấy. Ê, thắng được. Thắng được cái này ơi, let's go. Đó, mình cũng tích được 5 lượt roll rồi nè. Sang cái round sau là phải 8 lượt cái này ơi. Và với cái mỗi một lượt roll. Úi dồi ôi, cái gì đây? Cái cửa hàng roll lại full tướng 4 tiền nhưng mà không được một cái con Nezus. Không được Varus luôn anh em. Lũng thế nhờ. Không được bất kỳ một con tướng 4 tiền nào của mình đang chơi cả. Khó chịu thật sự luôn á chứ. Rồi lỡ chạy cối luôn anh em. Giờ qua được cái cung trăng này á, qua nốt được cái rau này, xong rồi qua thêm được cái rau quái nữa là mình sẽ có được một cái lượng tiền nó siêu to khổng lồ luôn á nha. Hôm này là một cái phơm bài ông mật hả? Bắn nó. Đừng có thua nha. Bắn nó. Nổ đam ra. Đam nè kìa. Ui xôi ôi, con Varus nó bắn kìa em ơi. Đúng là nhức cái nách thật sự luôn á chứ. Nhìn đẻ thiệt. Thôi lỡ anh em ơi, chơi tới bến luôn đi. Tại vì cái rau trước nữa hồi nãy mình nói nó hơi xui, gặp ông top 1 luôn là thua chắc chắn rồi. Nhưng mà khi mà gặp những công còn lại á, thì với cái đội hình hiện tại của mình, khi mà nó đã quá là ao cấp rồi á, thì mình nghĩ là mình có thể thắng được một cách vô tư. Mình đang level 9 nha. Và nếu mà mình xả hết tiền á thì lên level 10 nó dễ ờ mà. Nhưng mà mình đang muốn tích được vẫn là 80 vàng qua mổ rau. Mọi người đừng quên nha, ở cái rau quái này á, nó vẫn tính tích lại cái lượt đổ lại cho mọi người nha. Nên anh em cứ vẫn tích tiền thôi. Tại vì nhiều anh em tưởng là cái rau quái này nó không có tích lại cái được tích lại cái lượt đổi á anh em. Nó vẫn tích nha, tích bình thường à. Không có được một cái kiếm BF mà. Chắc là lấy thêm giáp gai anh em ơi. Rồi, level 10 ở rau 5.1 và còn hơn gần 80 tiền anh em. Cũng giàu phá đấy. Ok đấy. Từ có con sen ngon hơn chứ bộ, sen đúng không? Đúng rồi, sen kích hỏa với lại là can trường ok hơn chứ. Cái này chắc là lắp luôn một cái giáp gai này. Còn cái này mình
Cuồng đao thì mình có rồi anh em ơi. Chắc là lắp một cái dây điện đi ha, cho nó có một chút hiệu ứng á. Ông này pháp sư. Cố lên. Come on, đừng có thua nha. Bây giờ thua là hơi đau đầu đó, là phải roll đó mọi người. Mình thì chắc chắn là round sau là mình roll rồi, nhưng mà mình đang muốn roll một cách từ từ, chiêu chiêu, không có cần phải vội vàng. Tại vì khi mà đã có được cái combo đầu tư và thăng cấp nhanh như này thì mình chắc chắn luôn với mọi người phải có được ít nhất là 1-2 cái vị tướng 5 tiền 3 sao. Nhưng mà tại vì cái trận này ông top 1 này ông mạnh quá anh em ơi. Và cái trận sau có thể gặp nha. Vác cái đái à, roll anh em ơi. Bắt buộc là phải roll luôn á. Tại vì round sau là gặp công top 1 rồi. Có thể gặp anh em ơi. Bỏ con Smolder vào nha. Kích là 4 pháo thủ nè. Smolder này hai con nè. Bán chích tên này đây. Bán Olaf luôn anh em ơi. Nhận 6 lượt đổi mất 4 máu thôi. Lũng anh em ơi. Lấy là lũng luôn á nha. Neko 2 sao. Mặc dù con Kalista này á, nó không liên quan những cái phơm bài của mình đang chơi cả, nhưng mà thôi, dù sao nó cũng là một cái vị tướng 4 tiền anh em. Bỏ vào phụ thêm đường chút đam nào hay là như đó thôi. Ê có con Nila ơi. Nila ảo vậy. Ui nhưng mà let's go. Ôi xém cúc anh em ơi. Cái con Nila kia nó cầm một cái đại bác kính nhắm anh em ơi. Nó uất xém chết luôn cái con Varus này hơn đó mà vẫn sống anh em ơi. Rồi Ronald kiếm cái phơm bài full 2 sao là ok. Varus 2 con rồi nè. Nezut cũng là 2 con. Smolder cũng là 2 con. Đây rồi. Smolder 2 sao. Nốt cái con Nezut và cái con Varus đi bạn. C1 2 lên luôn cho em nói nha. Cái Starat luôn mọi người ơi. Đẹp luôn. 4 hóa hình nữa. Cái này kích 6 hình này nó cũng hơi bất tiện anh em à. Bây giờ thì mình đang muốn nuôi 5 tiền 3 sao hơn á, nên mình vẫn ưu tiên lấy những cái vị tướng 5 tiền hơn. Nhưng mà mình đang rất là cần cái con Nezut với lại là con Varus này lên 2 sao giùm mình cái. Hai con tướng đam chính và tăng cơ chính mà nó lũng như thế này thì gặp công top 1 kia là cúp chắc nha mọi người. Ông mạnh quá. Ông Snowball vẫn đang chưa thua nha. Thì chắc chắn là ông đang có một cái lượng tiền lãi qua mỗi round đó, nên là kinh khủng khiếp. Smolder anh em ơi. Một là Smolder, hai là Briga. Cố lên. Tôi lụm được cái này ơi. Bố vội. Nhà Ronop anh em ơi. Nezut 2 sao cuối cùng cũng lên. Một cái nè. Varus 2 sao. Ui, vừa là một cái nè, vừa là Serat 2 sao luôn. Ôi, đổ đồ hình liền anh em ơi. Một cái phơm bài full 5 tiền 2 sao cho nó chất lượng. Ok chưa? Rồi, bỏ Dana ra nha, bỏ ông Vết nè vậy. Kích cái thời không. Ui ôi, ông này chơi Smolder á. Smolder với lại Dana anh em ơi, gặp luôn cấp top 1 nè. Cố lên. Thắng được. Nice. Cuối cùng anh em, sau bao nhiêu gian nan từ đầu đến tận bây giờ gặp ổng là phải cũng 2 lần này, lần thứ 3 luôn rồi đó thì mới thắng được trận đầu tiên. Wow, và cái trận đầu tiên thắng này cái phơm bài của mình thật sự là nó mắc binh luôn rồi đó mọi người. 5 tiền 2 sao quá trời, 4 tiền cũng là như vậy và đồ đẹp nữa. Không thắng thì hơi uổng nha. Và mình vẫn đang tích được mười mấy lượt đổ lại nè. Mình vẫn đang roll chiêu thôi mọi người. Ok, bỏ xem vào nha. Dana bỏ Dana anh em ơi. Tại vì cái ông top 1 á, ổng đang chơi Dana cũng như là ổng đang chơi cái con Smolder, nên mình sẽ né những cái vị tướng 5 tiền nào mà người ta đang chơi ra nha.
Tại vì tướng 5 tiền tổng cộng có 9 con à. Mà có người chơi chung thì anh em chơi làm gì nữa, nó không có ra đâu, nó không có lên được đâu. Và nếu như mọi người chưa biết ở nha, hiện tại là mình vẫn đang có nick luôn, có sẵn 500 kỳ vật nha, để cho mọi người săn mấy bé tí mới á. Mà cái quan trọng nhất là con bé G quen hàng hiệu nha mọi người, đi chung với Z tử thần không gian, Mid Fortune Thọ Chi Huy, hoặc là con bé tí mới ra được ngày hôm kia anh em ơi, đó chính là con Brick Răng bãi bên nhau, hoặc là cái sàn tím Bunny nha mọi người. Thì hồi bữa giờ mình quảng cáo anh em kêu là mình quảng cáo có hơi lố, khi mà 500 kỳ vật thì làm sao săn được cái con G quen hàng hiệu kia, khi mà đổi tới tận là 25 huy hiệu đúng không? Mà mọi người đừng quên, cái này á là mọi người hiểu nhầm ý rồi. Khi mọi người roll Z tử thần nè, Mid Fortune nè, Blitz nè, hoặc là sàn mới á, thì trong cái lúc mọi người roll đó vẫn có tỷ lệ ra được cái con gà quen hàng hiệu nha. Nói thật luôn với anh em á, khách bên mình mở được hơn 20 con gà quen hàng hiệu rồi. Cái này là chia sẻ thật lòng với mọi người luôn á. Còn con Z tử thần không gian hay là mang mít tím khác như là Mid Fortune đó mọi người ơi, ra được hàng ngày luôn anh em ơi, ra đồ đều luôn á, mỗi ngày á là phải vài chục con nha. Anh em không tin á, anh em cứ thử đi, thật sự luôn á, đã lắm, mở đã tay lắm. Còn nếu như anh em nào mà không có tự tin về nhân phẩm của anh em á, thì anh em đừng lo, bên mình có luôn là nick có bét tím sẵn nha, cho mọi người quất phát về chơi luôn. Và đây là mức giá sinh viên nha, ai cũng mua được cả, rất là rẻ anh em ơi. Như là con Z tử thần không gian nè, còn nếu như mọi người mà muốn có combo xịn hơn á, thì Z tử thần không gian kết hợp đi chung với chiến lực riêng luôn anh em ơi, bao đẹp bao ngầu. Có Mid Fortune Thọ Chi Huy, Fru Học Viện, Cái Sai Long Nữ, hoặc nếu như mọi người muốn mấy cái nick mà nó có VIP Pro hơn nữa thì đó là Gwen hàng hiệu, hoặc là kể Yasuo hàng hiệu luôn á nha. Thì mình có để cái Facebook của mình ở phía dưới nha, anh em cứ kéo xuống dưới cái phần mô tả, mình có để nha mọi người ơi. Ui, Serat một con cuối anh em ơi. Nhận một bánh sao tướng 4 tiền, cái này là lời chắc anh em ơi. Cái này là mình tính rồi nha, lời á. Cứ lấy xong rồi mua bán lại thôi. Đây, lời chắc là tầm chục tiền, cỡ đó. Ui, Boria chắc chắn là 3 sao luôn rồi nè. Mà mình đang muốn lên đường Serat 3 sao anh em ơi. Bán nè. Mình đang muốn lên đường Serat 3 sao hơn, come on. Không sao anh em ơi, mình vẫn chạy cố được nha. Tại vì cái trận này mới chỉ là rau 6 chấm thôi á, mà mình vẫn còn 21 máu. Ông này là 9 slot tướng. Mình ăn được tầm 1-2 con anh em ơi là thua sẽ không chết. Thua sẽ không chết nha. Và với cái đội hình hiện tại của mình thì nó cũng không phải là yếu đâu, chắc là ăn được tầm vài con á. Ôi trời ơi. Ây da, hên mà ăn được vài con anh em ơi, thôi là cúp rồi. Còn đúng 2 máu luôn mà. Xem đá anh em ơi. Xem đá ra quần luôn á chứ. Rồi bán mang tướng 5 tiền 4 tiền mà mình đang không có chơi nha. Boria Ronchay 3 sao luôn mà. Ủa cái này ngon nè. Come on. Serat. Mình còn Serat 3 sao anh em ơi. Tại vì nó hát được tiền ghê lắm. Không ra à. Ui Serat 3. Nơi cô. À đúng rồi. Còn cái trận này là mình lấy cái bù chú rồi nha mọi người. Nó không ra được cái bù chú mà hạ gục tất cả lợi dụng cho ta anh em. Cái đó hắc tiền phê lắm. Thề. Hắc tiền cái đó đúng phê luôn á mọi người. Rồi đi chợ được hai con đờ bờ anh em ơi. Hai con đờ bờ. Rồi chắc là lấy đại về bán thôi, chứ con Milio với lại là con Nora này mình đâu chơi đâu. Mình đang nuôi nốt con một cái Nike 3 á. Ông này còn 54 máu luôn à. Nhiều phết nhờ. Ui. Một cái Nike 8 con luôn rồi nè. Nhưng mà hiện tại mình đang chưa có muốn roll nha. Mình chưa có muốn roll anh em ơi. Tại vì sao? Chỉ còn cái ông top 1 này á, ông không đầu hàng thôi. Không đầu hàng thôi nha, là mình sẽ kéo dài được cái trận này tới qua round ít nhất có là 7 chấm. Tại vì ông còn 54 máu. Ông thua thêm 2 trận nữa round 6 chấm như này là vẫn vô tư. Mà một cái trận đấu nếu như mọi người cái Serat 3 sao á, mà có luôn được cái bù chú mà hạ gục tất cả mà lợi nhuận cho ta, nên mà là nó giàu lắm. Hôm nay level 9 là tích hơn 50 tiền lại nè, cũng nhanh vậy. Serat. Đái. Tiền về. Ui xồi ôi. Bủ vội.
Cái này là phải lấy nó mới móc hả anh em? Lấy luôn nha, chứ roll mà móc một cái ô thì nó cũng lỗ. Một cái này ba đi. Một cái này ba nào. Một con cuối này em ơi. Lũng đó nhờ. Ui, Milio với lại là Nora nó ra nhiều phết nhờ. Từ nha, ra hơi bị nhiều á. Bán cây mỹ lệ đi anh em. Ui, Milio 6 con luôn rồi nè. Ron một cái này chưa 3 mà mấy anh khác nó sắp 3 tới nơi luôn rồi. Dạ. Đổ tiền về. Đó, thoải mái luôn. Trời, tiền nhiều kinh khủng khiếp. Nora 7 con. Milio 8 con Milio rồi nha mọi người. Đây rồi, cuối cùng một Nana nó cũng 3. Nora 3 sao trước luôn. Ô, Dana nè, từ nha. Lỡ nuôi rồi, nuôi luôn anh em mà. Dana mua con này là 6 con nè. Tí nữa Ron nốt rồi. Ôi, chịu hồi tướng 3 sao được, what the. Ô, gì đây? Ô, gì kìa anh em? Đội quân ông mặc 3 sao à? Hài đấy nhờ. Ôi, Dana, Milio, Dana còn đúng một con nữa thôi. Wow, ông kia cũng lên được Smolder 3 sao kìa nha mọi người. Nói chung là bây giờ ông Ron nó cũng khá là dễ rồi. Tại vì sao? Ông level 10. Còn mình á, thì lấy hết tướng 5 tiền ở trong cửa hàng rồi. Nên bây giờ khi mà ông Ron tướng 5 tiền á, nó sẽ ra chỉ có mỗi cây mỹ lệ với lại là con Smolder thôi. Nên ổng mua Smolder là chắc chắn 3. Một cái pha solo. Mình là 5-6 con gì đó anh em à. Dana một con nữa là 3 sao nào, và đó sẽ là không có cửa luôn cho con Smolder kia. Ô, Dana 3 nè, top 1 luôn. Và ok, GG tất cả mọi người nha, và tạm biệt anh em. Bye bye, mãn nhãn liền anh em ơi.